Tri Tôn An Giang nha các bạn. Tri Tôn An Giang nha các bạn. Đây là vựa thốt nốt. Đây là những người lấy cái thốt nốt ra khỏi cái trái thốt nốt. Đây là đang chặt cái trái thốt nốt ra để lấy cái cơm đó. Đây là buồn thốt nốt. Wow, đã thiệt, nhìn đã ghê. Mấy cái trái thốt nốt này có quanh năm ha. Nó không có mùa, cái mùa hết mùa nữa. Cái ví dụ hết trái đầu ít trái lại. Ít trái lại. Có ngay mùa đó thì nó nhiều chứ. Thường tháng mấy ngày mùa anh? 2 tháng 3. Đấy sắp lên rồi nó gần hết trái. Quá tuyệt luôn cái vùng núi non của vô Cần Kỹ. Bên mua là bánh khô quá. Đây bán theo mắm. Khách hàng vô ăn. Qua cái đội này ăn quá trời luôn rồi. Quà có hot girl theo nó. Có già girl nữa. Vừa hot girl và già girl nữa. Đây là mẹ của mình nha. Mẹ của mình đang ăn thốt nốt nha. Ly này ly của mình. Đây, cái này có bộ ngon à nghe. Ăn bánh mì chả với lại uống thốt nốt. Phải có mua về nữa hả? Mua thốt nốt về nữa nè. Quá trời luôn. Nay đi du lịch Hà Tiên ghé ngang đây ăn thốt nốt. Dạ.